Thưa quý vị, để phục vụ thi công công trình nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phân luồng giao thông tạm thời tại khu vực này. Việc phân luồng giao thông tạm thời tại thành phố Thái Nguyên triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 0 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022, tổ chức cấm xe ô tô lưu thông trên đường Thống Nhất qua nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc và cấm xe ô tô lưu thông trên đường Việt Bắc rẽ vào đường Thống Nhất tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc. Giai đoạn 2 từ 0 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 6 năm 2022, tổ chức cấm xe ô tô tải trên 2,5 tấn và xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi lưu thông trên đường Việt Bắc rẽ vào đường Thống Nhất tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc để triển khai thực hiện tốt việc phân luồng giao thông tạm thời tại nút giao thông trên, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với nhà thầu thi công bố trí 6 trạm gác 24 trên 24 giờ tại khu vực này, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, đèn chiếu sáng ban đêm, giao chắn theo quy định để tránh gây ùn tắc và phiền hà cho người dân khi tham gia giao thông. Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 4 tuyến xe buýt đầu tiên được hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội, bắt đầu từ hôm nay đến mùng 5 tháng 10. 4 tuyến xe buýt được hoạt động trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 5 tháng 10 là tuyến 77, Đồng Hòa, Cần Thạnh với 60 chuyến một ngày, tuyến 90, Phà Bình Khánh, Cần Thạnh với 90 chuyến một ngày, tuyến 127, An Thới Đông, Ngã Ba Bà Sán với 70 chuyến một ngày và tuyến 128 Tân Điền An Nghĩa với 70 chuyến một ngày. Đối với các tuyến xe buýt còn lại, căn cứ vào nhu cầu đi lại của người dân và tình hình phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng sẽ ra soát và báo cáo Sở Giao thông Vận tải để có thông báo công bố cụ thể các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Để từng bước khởi động lại việc tổ chức chạy tàu khách trên các tuyến, Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh thành đề nghị tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách song vẫn đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Cục Đường sắt đã phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức chạy tàu, bảo đảm thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 7 đến ngày 17 tháng 10 dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE7, SE8 và SE5, SE6. Từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 10 dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE3, SE4. Đối với tuyến Hà Nội Hải Phòng ngày mùng 8 tháng 10 dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SP5, SP6. Ngày 18 tháng 10 dự kiến chạy lại đôi tàu LP338, đôi tàu HP2, LP7 chạy vào các ngày cuối tuần. Đối với tuyến Hà Nội Vinh, từ ngày 8 tháng 10 dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu NA12. Tuyến Đà Nẵng Sài Gòn từ ngày 15 tháng 10 trở đi dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE21, SE22. Với tuyến Nha Trang Sài Gòn và tuyến Phan Thiết Sài Gòn từ ngày 1 tháng 11 dự kiến chạy lại đôi tàu SNT12. Ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm một số chuyến tàu khách trên tuyến Sài Gòn Nha Trang, Sài Gòn Phan Thiết phục vụ hành khách khi có nhu cầu.